Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Sinh vật cảnh channel của em Tài nhé. Kênh của em Tài thì chuyên về rồng chim khủng. Lời đầu tiên thì cho em Tài xin được kính chúc tất cả các bác cùng toàn thể mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, làm việc thật là hiệu quả, và chim cò thì sẽ luôn được căng lửa mỗi ngày nhé. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác 5 em chim khủng bội lỡ. 5 em này thì có 3 em khủng trọng và 2 em khủng mãi. Và bây giờ thì em Tài sẽ lên video. Em xin mời tất cả các bác cùng theo dõi và cùng lựa chọn cho mình được những chú chim thật là ưng ý nhất nhé. Đầu tiên là một em khủng mún mãi mang mã số 3519. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng hơn 1 tháng rồi, và chim thì rõ kích trọng rất là tốt luôn nhé. Con này thì đang thay lông nên cái lông lá chưa được thật đẹp đâu. Các bác bắt về chám thêm cái lông giúp em Tài nhé. Được cái con này rõ rất là tốt, kè trọng vào thì thái độ rất là dâm. Bác nào bắt con này về kích trọng hay là về ghép sinh sản á, thì có thể liên hệ em Tài nhé. Chim không có tật lỗi gì hết, em Tài giao lưu với tất cả các bác. Cái phí của con này là 500 ngàn nhé. 500 ngàn cho em khủng mãi mang mã số 3519. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Tiếp theo là một em khủng bạc mã mãi mang mã số 3520. Con này thì bị mất một móng với có một cái ngọn biến bị quéo ra phía sau các bác ạ. Con này thì lúc mà kè chim trọng vào á, thì thái độ của nó kích trọng rất tốt luôn. Chim thì các bác bắt về kích trọng cũng được, mà các bắt về thả á vi ghép sinh sản cũng rất là ok nhé. Tại vì con mãi này tượng tả rất là đẹp luôn. Con mãi này tượng đẹp cực kỳ luôn đấy các bác ạ. Chim thì bồ to, bỗng bồ liên lạc rất là thích hợp về ghép sinh sản hay là về kích trọng nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Em Tài giao lưu với tất cả các bác. Cái phí của em nó là 500 ngàn thôi nhé. Bác nào nhanh tay thì có thể liên hệ em nhé. Tiếp theo là một em khủng mún mang mã số 3521. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng hơn 1 tháng rồi. Chim thì các bác bắt về sẽ rất là dễ chơi, tại vì con này đã tương đối tĩnh lông rồi nhé. Con này thì đang thay lông mảnh cho nên cái lông lá sẽ chưa được thật đẹp đâu. Với ở trên mũi bên mép thì có bị chây một chút ít nhé. Con này thì các bác bắt về treo lên chỗ yên tĩnh thì mấy hôm nó quen nhà quen cửa là em nó sẽ hót chơi liền đấy. Lúc mà hót thì em Tài thấy nó mũ đuôi rất là mạnh luôn các bác ạ. Các bác bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Một chú chim lông lá chứ được thật đẹp đâu, nhưng mà về thì mình sẽ rất là dễ chăm và rất là dễ chơi đấy. Chim thì bồ trúng, tượng tả cao cầu dài đòn trường chim và không có tật lỗi gì hết đâu. Con này đang thay lông mảnh cho nên em Tài giao lưu với tất cả các bác. Cái phí của con này là 1.300.000 thôi nhé. 1.300.000 để cho tất cả các bác về chăm lông chăm lửa, về gọt lên chơi. Bác nào nhanh tay bắt kia em này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Bác nào mà ứng cái dòng khử mún á, thì có thể tham khảo em này các bác ạ. Một em khử mún cái phí rất chí là mềm để cho tất cả các bác về chăm lông chăm lửa đấy. Tiếp theo là một em khử bạc mã mang mã số 3522. Con này thì bị lỗi các bác ạ. Các bác nhìn thật kỹ thì sẽ thấy cái ngọn chân ở phía trong ở bên chân phải là bị nghiêng qua một bên nhé. Nó vẫn đặt trên câu, vẫn ốm câu đấy, nhưng mà nó bị nghiêng qua một bên các bác ạ. Chim thì chỉ bị lỗi như vậy thôi, ngoài ra không có tật lỗi gì thêm đâu. Con này tượng tả rất là đẹp luôn. Chim bồ khá to, tượng cao cầu dài đòn như cái bơm luôn các bác ạ. Một chú chim có hai tách mã trắng bừ, quả yếm đen đầm. Con này thì yếm đầm cổ thắt, cao cầu trường chim dài đòn nhé. Chim thì ở bên mép có bị chây một chút ít thôi. Con này thì đã hót rất là mạnh. Em Tài đã nuôi được tầm khoảng 1 tháng rưỡi rồi, cho nên các bác bắt về thì cũng sẽ rất là dễ chơi, cũng rất là dễ chám nhé. Bác nào mà bắt về nghe hót thì có thể tham khảo con này nhé. Một chú chim hót mua bàn đuôi xòe cho tất cả các bác luôn đấy. Tượng tả thì không phải chế gì nữa rồi. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em nhé. Chim em Tài giao lưu với tất cả các bác. Cái phí của em nó là 1.500.000 thôi. 1.500.000 một chú chim khử bạc mã tượng tả rất là ngon lành luôn, hót mũ xòe và sẽ có giá cạnh nhẹ cho tất cả các bạn nhà mình nữa nhé.
bác nào nhanh tay thì có thể liên hệ em tài nhé. Con này là mã số 3522, cái phí hiện tại là 1,5 triệu nhé. Và cuối cùng là một em khựu bạc mã mang mã số 3523. Con này thì em tài đã nuôi được tầm khoảng hơn 1 tháng rồi. Chim thì đang thay lông đuôi và đang ra lại được một khúc rồi các bác ạ. Con này cái bản đuôi là sẽ có xòe cho tất cả các bác nhé. Lúc mà chám sông lóng lên á thì cái đuôi của con này sẽ xòe rất chí là to bự luôn đấy. Một chú chim đầu mặt rất chí là sắc nét dữ chim. Chim có hai tách mã trắng to, quả yểm đen đầm và rất chí là xấu nhé. Đầu mặt của con này thì dữ tợn thôi rồi luôn. Chim thì đang thay lông nên cái lông lá của con này chưa được thật đẹp đâu các bác ạ. Nhưng mà con này mà sống lông đủ lửa lên á thì sẽ là một chú chim hót múa, bàn đuôi xòe múa quạt cho tất cả các bác nhà mình đấy. Con này thì đầu mặt dữ tợn thôi rồi đấy. Chim thì em tài đã nuôi được một thời gian cho nên các bác bắt về sẽ rất chí là dễ chăm và rất chí là dễ chơi nhé. Chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh á thì một vài ngày là em nó sẽ nổ liền nhé, thậm chí có thể là về nó sẽ hót chơi liền đấy. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em tài nhé. Chim bồ trúng không tật lỗi gì hết. Em tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí của con này là 1,6 triệu để cho tất cả các bác về chăm lông chăm lửa nhé. Bác nào nhanh tay thì có thể liên hệ em tài nhé. Hôm nay thì em tài lại tiếp tục lên được 5 con, cái phí của từng con thì em đã có báo cụ thể trong từng video rồi. Bác nào ưng con nào thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo, số điện thoại trên màn hình giúp em tài nhé. Số điện thoại là 0974193391, em ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn theo dõi, luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ cho dòng chim cảnh, dòng chim khấu của bên em tài nhé. Bây giờ thì em xin được tạm dừng cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bác nhé.